thì đến ngày hôm sau là ngày mùng 4 thì em có kết quả PCR khẳng định luôn là em dương tính với Covid. Báo y tế phường tới test nhanh nhà em 11 người, tất cả thì 9 người dương tính với Covid. Wow. Nhưng trong đầu em những buổi đêm mà em không ngủ được thì lúc nào em cũng nghĩ đến cái về cái việc là có phải là tại vì mình đi tình nguyện hay không. Khoảng thời gian đó thì em có rủ thêm vợ em, 4 bạn nhân viên của công ty em và một nhóm bạn của em khoảng 10 người nữa cùng tham gia. Thì mọi việc diễn ra rất là bình thường cho đến một ngày test định kỳ. Em nhớ là vào chiều ngày 3 tháng 8 thì em dương tính. Wow. Nếu mà nói là không sợ là không có đúng. Có nghĩa là mình cũng rất là sợ về thời điểm đó. Nếu như nghe thấy ai F1, F2 không đã sợ rồi, chưa nói gì nói đến F0. Thì bản thân khi mà em bị nghe được tin là mình bị F0 á, thì mình cũng rất là sợ. Sợ nhưng mà mình đã kịp trấn tĩnh lại rằng mình nghĩ rằng là mình đã chấp nhận đi tham gia tuyến đầu chống dịch thì mình đã là 50-50. Và bản thân mình rất tự tin rằng là mình đã được tiêm 2 mũi vaccine. Thì hy vọng rằng là mình sẽ không có triệu chứng gì hết. Thì bản thân đến thời điểm đó em không có bất kỳ một triệu chứng gì cho đến khi test nhanh. Thì lúc đó các chị ở trong trung tâm y tế cũng nói em là phải hết sức bình tĩnh và chờ kết quả PCR. Thì đến ngày hôm sau là ngày mùng 4 thì em có kết quả PCR khẳng định luôn là em dương tính với Covid. Em có về nhà thì em thấy bố em có triệu chứng. Y tế phường tới test nhanh nhà em 11 người, tất cả thì 9 người dương tính với Covid. Wow. Thì lúc đó trong đầu em mới bắt đầu có sự hoang mang. Tất cả những anh em trong gia đình em đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và vợ chồng em đã được tiêm mũi thứ hai. Còn riêng bố mẹ em là chưa được tiêm mũi nào. Thì đến ngày mùng 6 tháng 8 bắt đầu bố em có triệu chứng nặng. Bố em khó thở. Thời điểm đó là hệ thống y tế của thành phố Hồ Chí Minh mình đang quá tải. Em có gọi điện cho trạm y tế phường, em chưa gọi cho trung tâm y tế quận, em có gọi cho 115. Nói chung là gọi nhiều nơi lắm nhưng lúc đó người ta đều không tiếp nhận. Sau đó tụi em có liên hệ với các đường dây nóng rồi thì có bên y tế phường xuống thì đo nồng độ oxy của bố em rất là thấp và phải cho thở bình oxy để đưa đi đến khu cách ly tập trung. Từ khi bố mẹ em được đi đến khu cách ly tập trung thì lúc đó em mới vơi đi một phần nào đó lo lắng của mình. Nhưng trong đầu em những buổi đêm mà em không ngủ được thì lúc nào em cũng nghĩ đến cái về cái việc là có phải là tại vì mình đi tình nguyện hay không. Mà cả gia đình mình mới bị nhiễm Covid nhưng mà lúc đó gia đình em cũng không ai trách ai mà lúc tất cả mọi người động viên nhau là bây giờ cùng nhau để vượt qua Covid như thế nào. Tổng cộng nhà em ở nhà còn 9 người, chỉ có bé, 2 bé không bị là các bé phải tự ở phòng riêng. Cứ tới giờ ăn uống thì các bé tự lấy ăn uống và các bạn tự sinh hoạt. Là đó là 2 con trai của em, một bé 10 tuổi và một bé 6 tuổi. Thì ở nhà thì tụi em ngày nào cũng động viên nhau. Rồi hồi đó là bọn em phải tự mua thuốc để uống, chứ lúc đó cũng chưa có cái túi thuốc an sinh. Thì tụi em cũng lên trên mạng coi cái nhóm của bác sĩ Khanh, rồi nghe đài báo, nhưng mà bọn em chỉ có nghe những thông tin tích cực chứ bọn em không có xem những thông tin tiêu cực. Và tụi em tập thể dục, ăn uống, rồi là nói chuyện với nhau, rồi vui chơi này kia bình thường. Và chỉ tinh thần lạc quan, em nghĩ là nhờ tinh thần lạc quan thì sau 10 ngày thì tụi em đã hoàn toàn đã âm tính hết. Thì cái khoảng thời gian dài này chị biết rằng là mình xô bồ với cuộc sống hàng ngày ồn ào của Sài Gòn quen rồi. Ở nhà tới 2 tuần ngồi chỉ suy nghĩ về cái chuyện mình đã làm thôi. Có thời gian sống chậm lại với bản thân, sống chậm lại với gia đình và mọi người. Thì đó là cái khoảng thời gian mà gia đình em gắn kết với nhau nhiều hơn. Mọi người có thời gian chia sẻ với nhau nhiều hơn, làm những điều mình thích, trồng cây, trồng rau, rồi dạy con chơi cái này, dạy con chơi cái kia. Và mọi người chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua dịch. Vậy thì ba và mẹ ở trong bệnh viện đã chiến đấu với Covid như thế nào? Nhưng mà khi mà bắt đầu bố em vào trong khu cách ly tập trung của quận ấy, thì chỉ 4 tiếng sau thôi là bố em không cần thở bình oxy nữa. Thì 3 ngày sau bố em được chuyển xuống bệnh viện dã chiến ở dưới Thủ Đức. Chờ nửa ngày thì bố em không được nhận với lý do là bố em có bệnh nền. Người ta đưa lại về khu cách ly tập trung tại quận Gò Vấp để chờ ở đó điều trị. Nếu như có những diễn biến nặng thì người ta sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên chứ không xuống bệnh viện dã chiến nữa. Khi về bệnh viện khu cách ly tập trung của quận, ngày nào tụi em cũng gọi điện tới để hỏi thăm xem bố mẹ như thế nào. Lúc đó là Giáp còn cho chạy chị. Có ngày nào bọn em cũng nấu đồ ăn thức uống gửi vào cho bố mẹ. Sau khi mà Giáp không được chạy nữa đó, trong quá trình em đi tình nguyện thì cũng có một số bạn biết em bị Covid, cho nên các bạn vẫn gọi điện cho em. Các bạn hỏi rằng là có cần chuyển gì vào cho bố mẹ trong bệnh viện thì các bạn sẽ là người vận chuyển. Và trong khu cách ly cũng có một số bạn tình nguyện viên, đó là tôi đã từng là đồng đội của em. Vì bố em thì có bệnh nền sẵn mà bố em lại còn bị tai điếc, mắt còn kém nữa. Thì thời điểm đó này có mẹ em đi cùng, nhưng mà thực ra thì mẹ em cũng bị Covid.
cho nên là sức khỏe cũng không được tốt như bình thường để chăm sóc bố em. Thì vào trong đó cũng được các bác sĩ rồi các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất là nhiều. Đó cũng là cái động lực mà để cho bố mẹ em và bọn em, bản thân bọn em ở nhà cũng yên tâm hơn để vượt qua Covid một cách nhanh chóng. Và em cảm thấy rằng là gia đình em có một sự may mắn kỳ diệu, chị. 9 người mà không ai bị trở nặng và mọi người đều trở về bình an. Có nhiều gia đình không được may mắn như gia đình em. Cho nên là em nghĩ rằng là khi mình đã được sự hỗ trợ của mọi người thì mình cần làm một cái điều gì đó để đáp lại cái tình cảm của những con người Sài Gòn và những người không phải ở Sài Gòn mà vào thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Sau 10 ngày tụi em đã hoàn toàn đã âm tính hết. Trong đầu em lúc đó đã vụt lên cái suy nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện. Lúc đó mình nghĩ rằng như này, mình đã này F0 rồi, cái khó khăn nhất là mình đã vượt được qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Thì bây giờ mình không có gì phải sợ hết, mình là thanh niên, mình trẻ khỏe, mình ở nhà để làm cái gì trong khi thành phố đang cần mình. Thì em có điện thoại trực tiếp với anh chủ tịch phường 16 quận Gò Vấp. Em nói là nhà em bây giờ có 4 F0, hai vợ chồng em, một em gái em và một bạn đó là sinh viên năm nhất của trường đại học FPT ở nhờ nhà em trong giai đoạn dịch không về quê được, đã chữa khỏi và bọn em đã hoàn thành thời gian cách ly. Thì ngày 23 tháng 8 là phường đã cho bọn em cái giấy hoàn thành cách ly tại địa phương và bọn em đăng ký để đi tình nguyện. Thì anh chủ tịch anh mừng lắm, lúc đó đang thiếu nhân lực mà. Và bắt đầu vào đúng ngày mà 28 tháng 8 là bắt đầu bọn em tiếp tục lại cái công việc tình nguyện của mình tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường 16 quận Gò Vấp. Từ việc là tụi em hỗ trợ các điểm tiêm này, lấy mẫu test nhanh này, đi phát mẫu test nhanh cho địa phương này, đi phát túi thuốc an sinh cho F0 tại nhà này, đi răng dây các gia đình mà có F0 giống như gia đình em, đưa cơm vào khu cách ly tập trung, lấy cơm đó phát tới cho các anh chị ở các chốt trực, rồi đi phát cơm cho những cô chú làm vệ sinh buổi tối hoặc là những người lao động nghèo. Thời điểm đó ở phường cần tụi em cái gì thì 4 bạn trong gia đình em là sẵn sàng hết. Thì bọn em có tham gia tới ngày 30 tháng 9 thì bọn em mới thôi. Có nghĩa là đến ngày 1 bắt đầu em trở lại công ty làm việc. Cả một quá trình rất là dài và chặng đường em đi làm thiện nguyện, em có thể chia sẻ những cái câu chuyện làm cho em xúc động hoặc là gây ấn tượng cho em? Trong quá trình đi tiêm ấy, thì vẫn còn những anh chị hoặc là những cô bác ấy, là sợ tiêm thuốc Verocell của Trung Quốc. Thì em có giải thích là như thế này, Covid có thể làm người ta chết một cách rất là nhanh chóng, nhanh hơn cả bệnh ung thư hay là bất kỳ một bệnh nào khác. Nếu như không may mà mình bị Covid, cơ hội sống của mình rất là mong manh. Trong khi vaccine, mình tiêm vaccine cho bất kỳ là một loại vaccine nào thì mình tiêm vào đều có sinh ra kháng thể để cho mình chống lại con Covid đó. Em mới khuyên mọi người rằng là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Có một cụ là 101 tuổi đi tiêm, bọn em bảo là sao cụ không ở nhà, chỉ cần báo thôi thì tụi em sẽ đến tận nhà cụ để tiêm. Thì cụ mới bảo như thế này, mình đi để mình truyền cảm hứng cho con cháu, mình đi để mình cho những người trẻ thấy rằng người già người ta còn muốn sống chứ đừng nói gì đến người trẻ đó. Đó, nhà cụ có bao nhiêu con cháu là cụ bắt đi tiêm hết. Tao còn dám tiêm thì tụi mày trẻ không có gì là không đi tiêm hết. Ngoài ra thì có những trường hợp là các anh chị tàn tật cũng tự chủ động kêu người nhà trở ra tiêm, nhưng thực ra nếu những đối tượng đó chỉ cần đăng ký là tổ tiêm sẽ đến tận nhà để tiêm cho các anh chị đó. Nhưng các anh chị đó muốn đi để truyền tinh thần tích cực lạc quan cho những người khác thấy rằng ai cũng cần phải tiêm vaccine. Đó là cái mà em rất là xúc động. Cái thứ hai, khi vô tình báo đăng thông tin là tụi em là F0, các bạn đi tình nguyện chung với em bắt đầu mới nghi ngờ có thể nào là gia đình em hay không. Thì đúng như báo đăng là 4 người đi tình nguyện thì bắt đầu mới hỏi. Thì lúc đó bọn em rất là tự tin, bọn em nói tụi mình là F0. Thì thay vì cái phần mà lúc đầu em nói là em sợ mọi người kỳ thị, nhưng mà thực ra mọi người rất là yên tâm vì lúc đó mọi người nghĩ rằng này em đã bị F0 rồi, em đã điều trị khỏi rồi, thì mọi người còn yên tâm hơn. Tại vì ở ngoài kia cũng không biết ai có thể là F0. Trong đầu tụi em khi đi chống dịch lúc nào cũng nghĩ là người đứng trước mặt mình có thể đó là F0. Cho nên là mình phải cẩn thận, lúc nào mình cũng phải 5K giữ an toàn cho mình và giữ an toàn cho những người xung quanh mình. Thấy rằng là mọi người rất là bình thường thì em nghĩ rằng mình rất là vui, vì là mọi người đã có một cái nhìn rất là khác về cái chuyện F0. Và khi mà em đi làm cái công việc là đến tận nhà để phát thuốc cho các anh chị F0 thì có những trường hợp làm em rất là xúc động. Các anh chị đó là công nhân ở trong phòng trọ 3 tháng ở trong nhà, không ra ngoài đường, rất là khó khăn. Thứ nhất là về không có thu nhập, cái thứ hai là còn con cái ở quê, rồi thứ ba là tiền phòng, rồi còn ăn uống còn nhiều chi phí lắm. Thì tụi em cũng có động viên các anh chị rằng là sẽ có những cái gói hỗ trợ từ thành phố Hồ Chí Minh
các gói hỗ trợ từ các đoàn từ thiện, rồi là bọn em cũng ghi chú lại những cái trường hợp đó, và bọn em mang cơm tới, rồi mang đồ ăn tới, rồi mang gói các gói an sinh tới. Các anh chị rất là phúc, có những anh chị đã khóc ngay trước mặt tụi em, và bản thân tụi em cũng cảm thấy rằng là mình cũng rơi nước mắt về những trường hợp như thế. Đến cái đợt mà em đi phát cơm buổi đêm, em gặp đâu đó thì đa phần đều là các anh chị là công nhân vệ sinh thôi, nhưng vẫn có những trường hợp chủ nhà người ta không cho ở nữa, người ta phải đi ra ngoài đường. Thì em gặp được những cái hoàn cảnh thế, em thấy rất là thương, và em có báo với bên phường là người ta sẽ sắp xếp chỗ cho các anh chị đó, cái nhà trọ không đồng dành cho các anh chị. Thì đó là những cái câu chuyện mà xúc động trong quá trình em làm việc đi tình nguyện trong mùa dịch. Thì em cảm thấy rằng là Sài Gòn mình bao la rộng lớn lắm, ấm áp lắm chị. Vào thời điểm đó em thấy rằng là cái tình cảm cực kỳ xúc động, mà em nghĩ rằng lúc đó người ta cũng không phân biệt là người Sài Gòn hay người ở đâu nữa, mà người ta chỉ nghĩ rằng là như bản thân em cũng vậy, em cũng chỉ nghĩ rằng là ai đang sống ở Sài Gòn thì đều dành cái tình cảm cho nhau. Lúc đó tiền bạc không quan trọng nữa, mà cái lúc đó là tình người là trên hết, tình người là trên hết.